video sau để quý vị và các bạn cùng thưởng thức ván cờ được xem là trận quyết chiến đỉnh cao của kỳ đàn Trung Hoa. Cố tình mặc bẫy để tìm cách hạ gục đối thủ đến từ ngoại tinh lai khách, chiến thần Vương Thiên Nhất đối đầu với đối thủ là danh thủ Triệu Phản Vĩ. Trận đấu diễn ra tại giải giáp cấp liên tái 2022 với bên đỏ đi tiên là Thiên Ngoại Phi Tiên Vương Thiên Nhất. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
Đến đây vì biết rằng cách nào ngăn cản chiến thần cho nên kỳ thủ Triệu Phàn Vĩ đã phải buông cờ, dừng đồng hồ xin thua, hồ xin thua.